Rồi chào anh em nha. Buổi sáng nhận được con Oppo F7 này nè, màn hình thấy ghê không? Này chắc xe cán hay sao? Cong queo luôn rồi. Để tháo ra thử coi nó có bị hư máy gì không nha. Hay là chỉ mỗi màn hình. Đứt hết luôn anh em, đứt hết cái cua cáp rồi luôn ha, chả còn gì nữa. Sườn cũng có vi cong. Sườn này nó gãy mất anh em ơi, nhưng mà khách không thay ha, không thay sườn thì mình xài đỡ đỡ lại thôi. Test thử cái màn mới nha anh em. Lên ngon lành nha, chúng ta cái máy không sao ha. Chỉ hư mỗi màn thôi. Sườn gãy nhưng mà màn gỗ thì gắn là lên ok luôn. Chúng ta cái men nó còn tốt ha. Anh em thay màn mà xài thôi.
test sơ thôi các anh. Cảm ứng không? Ok. Rồi, đẹp anh em. Vậy là bị mỏi màng thôi nha. À, giờ mình sẽ dán keo lại nha. Rồi, ok. Oppo F7.
Thank you.